Trong kinh có dạy rằng là thân người thì khó được, Phật pháp thì khó nghe. Cụ thể là có bốn điều khó được trên cuộc đời này. Thứ nhất là sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe chánh pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Bốn điều khó được này trong kinh Pháp Cú Đức Phật đã dạy, đó là Kicho Manus Sapatila Vo, sanh được làm người là một điều khó. À, quả thật như vậy. Có nhiều người thắc mắc, nói thưa sư, hiện nay trên thế giới thì có khoảng 7 tỷ người, mà dường như là mỗi ngày một tăng thêm, đâu có giảm đâu, mà tại sao nói sanh làm người là khó? Thưa với quý vị rằng là trong kinh có một cái ví dụ, chúng sanh ở đời á, thường đa phần là thiên về bất thiện, thiên về những cái điều xấu, và khi thân ngoại mệnh chung á, thì đa phần á, dễ sanh về bốn cõi khổ, còn sanh làm người làm trời thì rất là khó. Câu động kinh Đức Phật ngài nói rằng là chúng sanh mà sanh lên làm người hoặc là lên làm chư thiên á, thì giống như hai cái sừng con bò, mà chúng sanh mà sanh về cõi khổ á, giống như là số lông con bò. Một sự so sánh mà mình thấy nó quá là một bên thì quá ít, một bên thì quá nhiều. Nhưng mình lại thắc mắc tại sao mà loài người ngày một tăng, đâu có ít như vậy. Và ông động kinh khác Đức Phật ngài dạy rằng đó là một chúng sanh mà ở dưới cõi khổ mà muốn sanh lên cõi vui, cụ thể là cõi người và cõi trời, thì nó cũng khó, giống như một con rùa mù ở dưới đáy đại dương. 100 năm mới được nổi lên mặt nước một lần. Trên mặt đại dương thì có một khúc gỗ mục, và khúc gỗ mục này có một cái bọng, cái lỗ. Khi nào mà con rùa mù này mà nó chui được cái đầu vào trong cái bọng của cái khúc gỗ mục đó, thì cái sự khó khăn đó như thế nào, thì một chúng sanh ở dưới cõi khổ được sanh lên làm người cũng khó như vậy. Bây giờ quý vị cứ thử tưởng tượng, ở cái đại dương thì mênh mông, mà con rùa thì lại rùa mù nữa, phải chi mà rùa sáng mắt nó khác à, con rùa mù nữa, và 100 năm mới được ngóc lên mặt nước một lần, chứ không phải ngóc liên tục như mình nghĩ. Và trên mặt đại dương này thì khúc gỗ mục á, theo gió bốn phương to dạng. Quý vị ngồi trên xích vô trong chút, thấy Phật tử mà ta tới sao đã có chỗ ngồi à, xích lên trên đi. Dù mưa gió mà Phật tử đến nghe pháp cũng đông, chúng tôi rất hoan hỷ. Thấy Phật tử mà dầm mưa đi nghe pháp như vậy á, chúng tôi hoan hỷ mà xúc động. Trời mưa gió bão bùng, lý do thời tiết mà Phật tử cũng không ngăn ngại được cái tấm lòng thính pháp của quý vị. Cho nên để khích lệ và thưởng cho quý vị một bài hát đi, để lấy thêm cái niềm vui và sự hoan hỷ cho cái việc mà đội mưa đi nghe pháp.
Dù là thời tiết mưa gió bão bùng, nhưng mà quý vị cũng không ngăn được cái bước chân của quý vị đến đây. Cho nên xin phép quý vị khoảng 5 phút để hát cái bài hát này xong mới giảng. Quà là phải tặng liền, để lâu mới không đổi ý. Bài hát có tựa đề là Con đường đi tu đây, được viết theo cái bài nhạc đời là Con đường xưa em đi. Con đường đi tu đây, dù mưa gió bão bùng, nhưng lòng luôn hân hoan, đến chùa tâm an vui, pháp kinh cùng tiếng chuông, mặt nhìn như đó sen. Con đường xưa gian nan, nhiều đau khổ nhọc nhằn, dạ tràng xe biển đông, nẻo đào nay ta đi, sáng trong hạnh phúc thai, dạo chùa không muốn ra. Tu đi để sống an vui, cùng sống yên lành, trọn đời ta phát nguyện. Nam mô ta cứ nam mô, gieo rắc chan hòa, cuộc đời vui làm sao. Tu đi để bớt điêu linh, để hết u sầu, mà lòng không não phiền. Tâm ta giải thoát an nhiên, như ánh trăng rằm quyện vào trong trời đất. Xin mọi người tu đi, đường tu sẽ đưa mình đến bờ chân lý vui, đó là tâm an nhiên ở trong mình chẳng xa. Tuyệt cần ôi thiết tha, hát mà ông trời ông động lỏng ngưng mưa luôn rồi. Cảm ơn quý vị, bài hát vừa rồi xem như món quà khích lệ cho quý vị nào mà không ngần ngại thời tiết mưa gió vẫn có mặt ở đây. Quý vị xứng đáng được nhận cái phần thưởng đó. Còn ai mà sợ mưa ở nhà thì không có, không có được lại cái phần thưởng này. Trở lại cái buổi giảng hôm nay á, quý vị cho phép chúng tôi được giảng bài pháp có tựa đề là Bốn điều khó được. Điều thứ nhất khó được đó là được sanh làm người. Kicho manus sapatalapho, khó thai sanh được làm người. Kichang macha na chi quý tăng, được làm người khó sống lọc. Kicho kichang satham masawa năng, khó được nghe diệu pháp. Kicho buddha na múp ba đô, khó gặp Phật ra đời. Sanh được làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời. Được nghe chánh pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Chúng tôi xin được phép đi vào từng câu một. Câu thứ nhất là khó được sanh làm người. Hồi nãy chúng tôi đang giảng cái câu này.
là Đức Phật Ngài nói rằng là một chúng sanh ở dưới bốn cõi khổ mà muốn trở lại kiếp người á, xin thưa với quý vị, khó khăn vô cùng. Đức Phật Ngài có cho một cái ví dụ là giống như rùa mù ở dưới đáy đại dương, 100 năm mới ngóc đầu lên mặt nước biển một lần. Cứ 100 năm mới được ngóc một lần. Trên mặt biển thì có một khúc gây gỗ mục, có một cái bọng. Khi nào mà con rùa mù đó mà nó chui được cái đầu vào trong cái bọng của khúc cây á, thì cái sự khó khăn đó như thế nào thì một chúng sanh ở dưới cõi khổ mà được sanh làm người nó khó như vậy. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Khi nói ra thì quý vị thấy rằng đó, cái điều này có vẻ như là không thuyết phục. Nhưng mà xin thưa, chúng tôi sẽ lý giải cho quý vị thấy rất thuyết phục. Bây giờ chúng tôi xin ví dụ có một chúng sanh đang ở dưới địa ngục, đang trả nghiệp. Mà thưa với quý vị, tuổi thọ chúng sanh dưới địa ngục rất là lâu, tính bằng A Tăng kỳ kiếp. Một tăng kỳ kiếp rất là lâu. Một A Tăng kỳ thì có thể chúng ta tính là một con số 1 và thêm 140 con số 0 nữa. Đọc sao nổi. Thêm một con số 0 là 10, thêm 2 số 0 là 100, 3 số 0 là 1000, 4 số 0 là 1 triệu, 5 số 0 là 1 tỷ, ví dụ như vậy. Mà tới là 140 con số 0, về viết con số ra đọc coi. Tuổi thọ sống lâu lắm. Ở dưới đây trả nghiệp. Có nhiều người thắc mắc sao ở dưới lâu vậy? Bởi lý do trên đời này mình tạo quá nhiều nghiệp ác đi, mà mình không thấy nó trổ quả. Đó, có nhiều người thắc mắc tại sao, ủa, con làm ác quá trời, thế có quả gì đâu. Nhiều khi người ta nói thằng nó ở ác lắm mà sống dài lắm. Mọi người hiền tốt là gì? Chết sớm quá. Có nhiều người hiền quá mà sao mà yếu thọ quá. Biết rồi, cái người ta có một câu là ở ác sống dài, ở hiền chết sớm. Nghe vậy nói thôi cô ở ác đi. Bây giờ mình làm ác thì quả nó chưa trổ tính mình. Nhưng mà đợi khi nào mà mình sanh về những cái cõi khổ á, lúc đó đó, bao nhiêu cái ác nghiệp của mình á, nó mới trổ ra. Tại vì một cái nghiệp mà trổ ra nó phải hội đủ nhiều cái duyên. Thứ nhất á là chúng ta phải có cái điều kiện cho cái nghiệp đó nó trổ ra. Cụ thể như là đất của chúng ta thì lúc nào cũng có mầm móng cỏ. Ở dưới đất lúc nào nó cũng có cái mầm móng để mà cỏ mọc hết. Nhưng mà nếu trên đây mình cán xi măng đi, hoặc là mình trồng hoa, trồng bông, hoặc là mình thường xuyên mình chăm sóc, cài xới, nhổ cỏ vân vân, thì cỏ nó lại không có điều kiện nó mọc. Nhưng mà nếu như mình đất mình bỏ quan đi, thì cỏ nó sẽ có điều kiện nó mọc. Cũng vậy, một cái ác nghiệp để muốn trổ với mình á, thì nó phải có cái môi trường hiện tại nữa nghe. Những cái nghiệp mà không phải trọng nghiệp á, thì nó phải có cái môi trường hiện tại. Khi mà mình sanh về các cái cõi khổ á, đó là cái môi trường tốt nhất. Tốt nhất cho bao nhiêu cái ác nghiệp mà mình gây mà từ đó giờ mình không thấy á, nó trổ ra. Cái dạng như là dậu đổ bìm leo vậy đó. Cái dạng giống như là khi mình khỏe thì bệnh tật nó không tấn công mình được. Khi mà mình có sức khỏe, có cái đề kháng cao, thì bệnh tật nó không tấn công mình được. Nhưng mà xin lỗi quý vị nghe, khi mình xế chiều đi, bắt đầu cái tuổi của mình nó u 50, 60 đi, đó, bắt đầu nó có tín hiệu rồi. Tín hiệu sức khỏe giảm rồi, đề kháng giảm rồi. Lúc đó đó, quý vị mới thấy là mầm móng bệnh tật nó kéo đến. Nó không phải đến một mình đâu, nó kéo cả dòng, cả họ, cả làng, cả xóm đó thôi.
bệnh này nó sợ bệnh kia. Đi khám đi là biết đủ thứ bệnh hết. Mấy người mà có tuổi chút đó thì nó y chang như cũng vậy. Chúng sanh ở địa ngục là bao nhiêu cái nghiệp đó trổ ra. Rồi ở dưới địa ngục, kính thưa với quý vị, cái môi trường ở dưới là cực kỳ khổ. Chúng tôi xin ví dụ sơ sơ cái hình ảnh là, ví dụ mình đang bị cái địa ngục mà cái quả nó trổ cho mình là mình đang bị nằm trong cái chảo dầu sôi đi. Hôm nay vậy đó, mình tưởng tượng vậy. Thì cái cảm giác khổ đau của mình nó giống như là một con cá sống mà nhúng vô chảo dầu. Chết liền tức khắc. Mà chết đi rồi có hết được đâu. Sự sống mới rồi sẽ lại bắt đầu. Nó kéo cổ mình lên thì lại sống lại. Sống lại là một kiếp nha. Rồi tiếp tục nhúng mình xuống dầu, cái xèo cái nữa là hết kiếp nữa. Nó lúc nào nó còn cảm giác là đau đớn, khốc liệt như vậy đó. Cái cảm giác nó cực khổ đến mức độ là phải chết. Rồi lại kéo đầu lên là sống. Và chúng sanh ở dưới là nó quá sanh. Quá sanh là gì? Là vừa chết xong là hiện ra kiếp sống mới liền. Rồi lại tiếp tục bị bỏ vào chảo dầu. Rồi lại chết. Chết rồi lại kéo ra. Hàng tỷ tỷ kiếp như vậy. Trả như vậy đó. Ghê lắm. Thì nó mới vơi cái nghiệp đi. Chứ không phải một lần đâu nghe. Hàng tỷ lần như vậy. Thì ở dưới như vậy thì thử hỏi quý vị, làm gì có được cái điều kiện để mà khởi lên tâm thiện. Đó. Mà mình muốn sanh lên cõi vui hoặc sanh làm người thì phải có tâm thiện mới sanh lên được. Mà trong cái bối cảnh như vậy, chưa kịp thở nữa là đã chết rồi. Làm sao tu? Thấy không nè? Chưa kịp thở nữa là đã tiếp tục chết một kiếp sống khác. Rồi lại sống lại, chưa kịp thở lại tiếp tục bỏ vô chảo dầu. Nghĩa là cái điều kiện để mà chúng ta khởi lên cái tâm thiện á, nó không có. Chỉ có cách duy nhất là phải trả bớt cái nghiệp đi thì nó mới có được một khoảng, một cái dây ngắn nào đó. Tức là kéo lên cái ông quỷ sứ đó. Ông kéo lên cái ông có việc gì đó. Ai kêu ông, cái ông ngừng chút là mình được thở chút. Ông ngừng nói chuyện với người kia xong là ông quay qua, ông nhớ tới mình là lại bỏ xuống. Nếu như mà ông ngừng lâu thì cái nghiệp mình nó đã bớt rồi. Còn mà ông nhớ liền là nghiệp mình chưa bớt. Nó ná vậy đó. Tức là ông kia ông quên cái gì đó hoặc ông bận cái gì đó thì ông may mắn là mình được thở được một chút. Còn nếu không, ông không quên, không nhớ là ông lại bỏ tiếp tục xuống cái chạm. Lại nữa dưới địa ngục thì cũng không có cái điều kiện để mà tu hành. Cũng không có thầy bà nào mà dám xuống dưới lập chùa để cho người ta tu. Giờ thử hỏi hai thầy ở đây nè. Thầy Trí Thanh với thầy Trí Mẫn, có ông nào dám xuống dưới xây chùa không? Mà nếu mà có can đảm xuống dưới xây chùa cũng không ai tu. Họ nằm trong chảo dầu sao họ tu? Cho nên chúng tôi mới nói là cái điều kiện để mà thoát ra khỏi cái địa ngục nó cực kỳ là khó. Chỉ với một cái điều kiện duy nhất là mình phải trả bớt cái nghiệp của mình đi. Nó vơi đi cái nghiệp thì mới hy vọng thoát ra. Mà thoát ra khỏi địa ngục đâu phải lên làm người liền đâu. Hãy sanh làm cái gì biết gì không? Sanh làm ngạ quỷ. Cái loài chúng sanh trả nghiệp cực khổ nữa. Ví dụ ngạ quỷ đói. Đói đến mức độ phải chết. Rồi lại quá sanh ra tiếp tục đói. Đói triền miên như vậy. Đói mà đói phải chết kìa. Chứ phải đói như mình nằm lết lết đó có người cho ăn đâu. Không phải. Còn này là đói phải chết. Chết xong là tiếp tục đói. Mà ăn không được. Rồi hết trả bớt bao nhiêu kiếp trong kiếp ngạ quỷ. Rồi mới sanh qua làm súc sanh. À. Mà súc sanh xin thưa với quý vị, không phải được làm trâu bò, chó gà liền đâu. Mà phải sanh vào những cái loài chúng sanh nó ẩm thấp. Nó không có nhận thức. Ví dụ những cái con côn trùng mà nằm trong những cái đất mà ẩm thấp. Thì thử hỏi quý vị mấy con đó sầu tu. Sao mà khởi lên tâm thiện được? Rồi cũng phải sanh vô kiếp đó những con như thiêu thân rồi nè, làm sao mà tu? Đó, rồi mới bớt những cái loài sanh làm cái loài súc sanh nhỏ trước, rồi từ từ mới lớn dần mới sanh làm mấy chó, gà, mèo gần con người. Rồi thoát hết mấy kiếp đó mới được sanh làm người, mà làm người cũng không được người như vậy đâu nghe. Sanh làm người thì cái nghiệp dư âm của cái kiếp mà trả nghiệp làm thú nó còn. Sống một kiếp người nhưng mà giống như một cái loài thú. Sanh ra các cái biên địa, những cái vùng mà khổ cực dữ lắm, vân vân và vân vân. Như vậy thì chúng tôi nói sơ qua vậy thì một cái tiến trình như vậy thấy nghĩ là cái sanh làm người nó rất là khó.
có đúng như câu kinh Đức Phật ngài dạy là kicho manusa patila. Manusa là làm người, kicho là quá khó được sinh làm người. Có nhiều người nói khó mà sao giờ là người quá trời tăng vậy. Xin thưa với quý vị, mình cứ đem một cái loài người đi mà so với một loài súc sanh á, so với loài súc sanh, mà súc sanh nó muôn loài nha, muôn thú nha, chim cá gà vịt heo trùng dế, nói nôm na là tất cả những cái loài súc sanh. Bây giờ mình chỉ lấy một loài nhỏ nhỏ thôi, xin lỗi quý vị, lấy loài kiến thôi, mà kiến đừng có lấy chi trên toàn trái đất này, lấy ở trong cái chùa Linh Tiên này thôi, chừng ba cái ổ kiến thôi loài người mình chịu không nổi rồi, chưa nói các loài côn trùng khác. Không dám nói là lấy cái thành phố Đức này nghe, không dám mà tính luôn cái thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là tính cái nước Việt Nam mình, hoặc là tính cả cái thế giới này thì thôi vô số rồi. Thấy ớn không? Súc sanh nhiều không? Mà mới có loài kiến thôi nghe, chưa nói loài mối, các loài côn trùng, dế, vân vân, vô số chúng sanh. Loài người mình nhầm gì? So với cái loài đó thì loài người mình một cái tỷ lệ quá nhỏ, có thể là một phần tỷ 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 với cái loài súc sanh. Súc sanh thì muôn thú mà, chim, cò, rồi cá dưới biển, rồi bao nhiêu là loài thú trong rừng, côn trùng nhiều lắm. Cho nên nói đến đây thì quý vị có thể mường tượng ra là loài người quá ít, phải không? So với cái loài súc, súc sanh. Mình chưa nói cái loài vô hình nha. Xin lỗi với quý vị, chưa dám nói tới cái loài phi nhân vô hình, nó không có hình sắc, nó còn vô số nữa, tính bằng triệu triệu ức ức. Cho nên cái câu này khi chúng tôi nói ra lại quý vị mới thấy được là quá khó được sanh làm người. Mà hôm nay mình được sanh làm người, vỗ tay chúc mừng mình đi. Đúng như câu Phật, ngôn Đức Phật đã dạy là sanh làm người là khó chứ không phải là dễ. Câu thứ hai là Kicca Macchi Quý Tăng, được làm người khó sống lọc. Cái sự chết á, nó mong manh lắm quý vị. Mình thấy cái sự sống của người mình thấy vậy, chứ mà cái sự chết nó rình rập sát bên, mong manh, không chắc chắn. Hôm nay thì biết hôm nay, chứ ai biết ngày mai thế nào. Không ai biết được ngày mai mình còn sống hay không. Ý chúng ta nói là cái sự vô thường, cái sự mong manh của kiếp người. Và con người chúng ta là phải chịu cái sự mong manh đó. Có những người quý vị biết không, là chết trong bụng mẹ luôn. Có những chúng sanh chưa kịp chào đời đã chết rồi. Có những chúng sanh vừa chào đời cũng chết. Có những chúng sanh thì sống lên 1 tuổi chết. Có những chúng sanh là 10 tuổi chết. Có những chúng sanh thì 20 tuổi chết. Nó chết bất cứ lúc nào. Mà khi mà tuổi thọ đến thì nghiệp đến, mãn phần đến thì phải chết. Cho nên cái sự chết nó đến với mình bất cứ lúc nào. Cho vì vậy mà được làm người là khó sống lâu trên đời. Dùng cái hiểu cái từ đó, mình sẽ làm người rồi, nhưng mà khó được sống lâu trên đời. Chúng tôi nhìn xuống đây chúng tôi thấy ai cũng có tuổi hết trơn à. U50, U60 có. Cũng tự vỗ tay chúc mừng mình luôn. Hên quá. Đại dịch vừa rồi, giờ còn ngồi nghe Pháp. Đó. Nhiều người không còn. Nhiều người không còn. Đó mà không nói đại dịch, mình nói những cái trường hợp khác. Tai họa thình lình, rồi tai nạn bất ngờ, rồi sự chết đến với mình bất cứ lúc nào. Nhiều khi đang ở trong nhà cũng nó cũng đến với mình được. Có nhiều người ngủ một đêm rồi là cũng. Có câu chuyện vui về ba ông lão uống trà. Ba ông lão này cũng thấm nhuần đạo pháp, triết lý nhân sinh, nhất là triết lý Phật giáo về vô thường. Hôm nọ có ai tặng gói trà ngon, cái ba ông lão mới châm bình trà ra ngồi uống để cho tăng thêm buổi uống trà. Cho nên ba ông lão mới nói thôi ra chủ đề hôm nay mình chọn cái chủ đề nào đó mình bàn. Thế là ba ông lão mới bàn về chủ đề vô thường. Chủ đề vô thường của Phật giáo, triết lý Phật giáo. Vô thường là gì quý vị biết không? Vô thường là gì?
Ai hiểu không? À, hay quá. Vô thường là không có trường tồn, không có thường tồn. Trên thế gian này, Đức Phật Ngài dạy tất cả các pháp đều vô thường. Chỉ có cái pháp vô thường là nó thường. Chỉ có cái pháp vô thường là nó thường nha. Lúc nào nó cũng có mặt. Còn tất cả các pháp đều vô thường. Nhưng mà cái pháp vô thường á, nó là thường. Thế là ba ông lão này mới châm bình trà ra. Ra cái chủ đề là vô thường. Hôm nay mình bàn về cái này để mình xác định được là được làm người khó sống lâu lắm. Vô thường đến rước không biết lúc nào mà. Cái ông thứ nhất, ông uống ly trà vô. Ông mới thốt lên một câu cũng mang tính triết lý Phật giáo, nói là chủ đề vô thường. Ông mới nói rằng là hôm nay ba mặt ngồi đông đủ, chẳng biết sang năm vắng mặt nào. Vô thường à nghe. Ông tin chúng tôi bây giờ mình đây cũng được nè. À, hôm nay mấy mặt này ngồi đông đủ nè. Không biết sang năm vắng mặt nào là có. Nếu ai mà quay phim mà đi. À, quay phim là điểm danh đi nghe. Là nhờ thầy trụ trì ghi địa chỉ số điện thoại. Đúng năm sau ngày này điện thoại có còn ai alo không? Điện thoại mà thấy ba quý khách là biết rồi đó. Người kia đi xa rồi. À, câu thứ nhất của cái ông lão nhất, ông nói là hôm nay ba mặt ngồi đông đủ, chẳng biết sang năm vắng mặt nào. Ấn không? Khó sống lâu lắm. Mình cũng biết mình có được qua con trăng này không, được nó qua năm nay. Vô thường mà. Sống nay chết mai. Cái ông thứ nhất nói xong, cái ông thứ hai, ông nói anh nói vậy thì để biết được cái vô thường của anh nó lâu quá đi. 365 ngày, năm sau lận. Thì ông mới nói, ông mới thốt lên câu là đêm nay dài dép để nơi đất, chẳng biết sáng ngày có sỏ vô. À, nhiều khi tối nay mình lên giường mình ngủ, rồi giấc ngủ nghìn thu chào đón mình luôn. Sáng ta kêu không dậy, không thèm dậy nữa. Rồi không kịp mang đôi dép vô nữa. Đêm nay dài dép để nơi đất, chẳng biết sáng ngày có sỏ vô không? Có sỏ vô nổi không? Hay nằm luôn? Nằm luôn. Có luôn. Vô thường là gì đó. Trời, đứa bé vỗ tay không? Thấm à. À, này chắc cũng cốt bồ đề à. Người Việt mà cốt bồ đề. Nói đây mà không ai vỗ tay đâu. Có mình bé đó ngộ được vỗ tay. Ông thứ hai vừa nói xong thì ông thứ ba mới uống một ly trà. Ông mới nói hai anh nói vô thường. Một anh thì một năm sau mới biết. Còn anh thì đợi ngủ một đêm mới biết. Ông này mới thốt lên câu là hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hay đi luôn. Nó ra mà nó không về. Nó ra mà nó không vô, đúng không? Đi mà nó không về. Vô thường. Có nhiều người sáng đẩy xe ra rồi đi luôn, không về nhà nữa. Hơi thở nó không ra ná vậy đó. Hơi thở y chang vậy. Tức là thở ra mà không thở vào nữa là xong. Kiếp người mình nó mong manh đến mức độ chỉ có một hơi thở thôi. Chỉ có một hơi thở thôi. Cho nên nói đến đây thì mình mới thấy được đó, người ta có đố một câu là trên thế gian này cái gì là quý nhất? Không phải vàng bạc châu báu ngọc ngà kim cương, những thứ mà mình đang đeo đuổi hàng ngày, mà cái quý nhất là hơi thở. Đúng rồi, cái nhất là hơi thở. Cái đơn giản là mình thở ra mà không thở vô nữa là coi như là tất cả đều vô nghĩa hết. Như vậy thì cái điều khó thứ hai mà trong kinh Đức Phật Ngài dạy là gì? Được làm người khó sống lâu, tức là có tuổi thọ 10 năm cũng được, 20 năm cũng được, 30 năm cũng được. Và Ngài dạy rằng cái pháp vô thường này là một cái pháp để mà khích lệ chúng ta tu. Ai mà ngộ được cái pháp vô thường, thấy được pháp vô thường thì người đó mới biết chuyên tâm tu. Còn mà mình không thấy được vô thường thì mình dễ vui dữ lắm, dữ ngư dữ lắm.
Một đoạn kinh khác Đức Phật Ngài có giảng rằng là trên thế gian này có bốn hạng người, được ví dụ giống như bốn hạng ngựa kéo xe. Cái hạng ngựa kéo xe thứ nhất á, chỉ cần thấy cái người này á, cái người đánh xe á, giơ cái cây lên là con ngựa nó biết là nó kéo xe đi. Thấy cái bóng thôi là nó biết là nó bổn phận của nó phải kéo xe đi. Thì Đức Phật Ngài ví dụ trên thế gian này cũng có một hạng người, giống như một hạng người là ở trên đời này họ chỉ cần vào chùa đó, nghe các sư các thầy dạy là cuộc đời là vô thường, không chắc, không bền vững, sống nay chết mai, không biết đi lúc nào, là cái người này họ thức tỉnh, họ về họ lo tu rồi. Cái tu của họ là không phải là cạo đầu đắp y xuất gia vô tu, mà cái tu của họ là gì, là họ không làm điều ác rồi, họ lo làm điều lành thôi. Họ chỉ chuyên về tạo những cái công đức phước đức thôi. Tu là vậy đó. Tu là nghĩa của tu nó có hai nghĩa, ngoài cái chữ sửa ra là ngoài cái nghĩa ra nó có thêm cái nghĩa trao dồi, tức là trao dồi công đức, trao dồi phước đức, không có làm điều ác mà làm cái điều lành đó. Cái người tu là vậy đó, họ về họ lo, họ chuyên làm cái gì ác họ không làm, gì thiện họ mới làm, mà tranh thủ dữ lắm. Bây giờ biết rằng có cái thân này thì mới dễ giác ngộ, dễ thức tỉnh, dễ mới tu. Nghe các thầy các sư ở chùa dạy là đời là vô thường, là họ giờ thì giống như cái con ngựa thứ nhất thấy cái bóng cây lên là lo kéo xe đi. Đức Phật Ngài dạy tiếp có cái loại ngựa thứ hai, cho dù có thấy bóng cây người này đưa lên, người đánh xe đưa lên cũng không chịu kéo xe đi, đợi cái người đánh xe đó đánh vào trong mông á, một roi quất vô cái mông á, bò kéo xe đó, đánh vô con bò hoặc là con ngựa, thì con ngựa đó mới làm nó kéo xe đi. Thì cũng giống như vậy, trên thế gian này Đức Phật Ngài dạy cũng có những người đến chùa, cũng nghe các sư các thầy giảng cuộc đời là vô thường, tịnh bờ. Cái vô thường đâu mất mất người ta con. Nhưng mà đi về nhà có cái ông ở đầu xóm, đầu ngõ đó, mới ngày hôm qua ổng còn gặp mình chào, nói cười hỏi thăm. Hôm nay vô thường rước ổng đi rồi. Hôm nay thấy bên đó đang chuẩn bị lo đáp rồi. Rần rộ rồi đâu, nhà đồ rồi đến là đục chở hàng rồi tới chuẩn bị rồi. Hỏi ra ổng nói, ổng nói chết rồi, mình hết hồn nữa rồi. Mới sáng hôm qua đi ra ngõ gặp ổng mà. Ổng còn hỏi mình khỏe không nữa, là mình trả lời mình khỏe rồi, hỏi ổng khỏe không, nó không khỏe mà sao nãy ổng chết rồi ta. Thì lúc đó cái người này mới hết hồn. Phải thức tỉnh, bắt đầu lo mà tu liền, tranh thủ liền. Không được rồi, mình không biết giấu ông này lúc nào đây. Là bắt đầu lo làm lành lánh dữ rồi đó. Chữ tu mình phải hiểu đơn giản là làm lành lánh dữ. Trao dồi công đức, không làm điều ác, chỉ làm các điều lành thôi. Thế rồi Đức Phật Ngài dạy tiếp là có cái hạng ngựa thứ ba, là cho dù thấy bóng cây hay là người này có đánh đi nữa cũng không chịu chạy. Dạng là lì á, cứng đầu á, đợi cái người này giận lên á, đánh thêm mấy roi nữa mà đánh mạnh tay á, đánh mà nổi lằn á, đánh mà vô tới nổi lằn vô da đó, thì bắt đầu con ngựa nó đau á, nó mới chạy. Thì cũng vậy, Đức Phật Ngài nói trên thế gian này cũng có những người vào chùa nghe biết các pháp hữu duy là vô thường, có sanh ắt có diệt, có đến ắt có đi, rồi biết cuộc đời là vô thường lắm, sống nay chết mai cũng tỉnh bơ. Về nhà cái ông hàng xóm hôm qua đó, ông mới sống đó, nay ông quá ra người thiên cổ rồi, cũng bình thường, ông chết có mất mới tới mình đâu. Nhưng mà đụng cái trong nhà mình, trong quyến thuộc của mình, thí dụ nghe cha mẹ ông bà cô dì chú bác mà có liên quan tới mình đó, dòng họ mình đó, mà ngày hôm qua mới khỏe, hôm nay đột tử rồi, thì mới thấy được cái sự vô thường, phải lo tu. Đức Phật Ngài dạy tiếp có cái hạng ngựa thứ tư,
là cho dù có đánh cỡ nào cũng không đi, phải đợi cái người này lấy cái vật nhọn á, cái đinh á, đâm vô trong xương á, tới xương rồi, qua thịt tới xương rồi thì đau quá rồi mới kéo xe đi. Đức Phật ngài dạy, mới giải tiếp rằng cũng có trên thế gian này cũng có những hạng người, cho dù là có nghe kinh đời là vô thường, cuộc sống này là vô thường, mạng sống này là vô thường, bấp bênh, rồi có thấy ông hàng xóm có vô thường nó rước ông đi, rồi kể cả vô thường nó rước người thân trong nhà mình đi, dòng họ mình, quyến thuộc mình đi, cũng không biết tu nữa. Nhưng mà một bất chợt một ngày nào đó soi gương, thấy sao cái mặt mình nó khác với ngày xưa quá, thấy toàn là nếp nhăn không, nói lối mòn về nghĩa địa có, tóc mình thì muối nhiều hơn tiêu, ví dụ như vậy. Bắt đầu sức khỏe suy dần, cái vô thường đến với mình, cái hiện trạng vô thường đến với mình, cái tướng trạng vô thường đến với mình, là mình già nua lụm cụm, gối mỏi chân mòn mắt mờ tay điếc, thì lúc đó mới bắt đầu lo tù. Trong kinh Đức Phật ngài dạy có bốn hạng người vậy thôi. Nhưng mà ngày nay chúng tôi thấy nha, nếu Đức Phật còn sống, còn tại thế, chắc ngài không giảng bốn hạng người đâu, mà ngài giảng thêm một hạng người nữa, là năm hạng người. Lý do chúng tôi nói vậy, tại sao chúng tôi nói vậy, là bởi vì chúng tôi thấy trên đời này có những người già rồi mà còn chưa chịu tu nữa. Ngày xưa là người ta maximum á, là già người ta lo tu rồi. Rồi mới có một câu khuyên là chớ để về già rồi học Phật, mồ quan lắm kẻ nửa chừng sưng. Tức là nhắc nhở mình nhiều khi mình không sống từ từ tới già đâu. Mà ngày nay thì mình đã già rồi, mà nhiều người cũng tỉnh bờ. Khi nào mà hơi vừa dứt á, thì việc đời nó mới dứt, chứ còn còn thở mà còn là còn sân si, là còn hơn thua. Cho nên nếu mà chúng tôi nói vui rằng nếu mà Đức Phật mà còn tại thế đến ngày hôm nay thì ngài không giảng bốn hạng người đâu, mà ngài giảng thêm gì một hạng người, người nữa đó là gì? Già. Trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, xanh sao chết dần. Quý vị hiểu cái không lo tài sản để dành mai sau, tài sản là gì biết không? Tài sản là gì? Trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, tài sản đây là gì? Đúng rồi, là hành trang thiện nghiệp phước báo công đức của mình. Bởi vì khi mình chết đi thì mình không mang theo được những cái tài sản hiện thực của con người, nhà cửa đất đai, ruộng vàng châu báu, ruộng vườn châu báu, không mang theo được. Chết rồi tiền của chẳng đem theo đó. Đừng sợ cho đi hết của nghèo, cho được càng nhiều thêm phước lớn, mà nhân nào quả nấy nó dẫn theo đó. Nhờ cái nhân quả nó mới theo, phước nó theo mình. Làm phước vốn lời thêm gấp bội, những người làm phước chẳng khi nghèo, muôn ngàn bao kẻ gương trước mắt, phước đức càng nhiều quả chẳng đều. Vỗ tay đi. Cho nên là nếu như mà Đức Phật còn sống thì chúng ta thấy là Đức Phật ngài dạy thêm một cái hạng người thứ năm, bây giờ có đồng ý không? Nhiều người bây giờ già rồi mà họ cũng chưa chịu tu, cũng còn bon chen, cũng còn hơn thua, mà không lo tạo dựng tài sản, tư lương, hành trang để ra đi. Và mình cũng biết rằng là sanh chẳng mang đến, đúng không? Chết chẳng mang đi. Chào đời thì hai tay trắng, lìa đời thì trắng hai tay. Chỉ có nghiệp kiếp này, còn vương vấn kiếp sau. Nghiệp là gì? Là hành động thiện và ác. Đúng rồi, hai cái đó thôi. Nghiệp là tài sản của mình đó nghe. Thì nghiệp này nó có hai, là thiện và ác. Chỉ có nghiệp kiếp này nè, chỉ có hành động thiện và ác đó, còn vương vấn kiếp sau. Người ta khuyên là sống sao cho phải đạo, đừng giả bộ ngọt ngào mà lòng đầy binh đao. Hại người bằng tâm ác,
thì quả báo muôn đời sau. Mình là ráng làm sao là maximum của mình là cái hạng người thứ tư thôi. Tức là già rồi, thôi bây giờ già tôi lo tu rồi, tôi không có bon chen nữa, không hơn thua nữa. Và chúng tôi thấy á, mình không lo tu từ hồi nhỏ thì nó thành cái thói quen, cái nở vui thôi nha. Có những cái người lớn tuổi á, khi họ nhỏ thì họ mới làm lụm dành dụm với cái ý nghĩ là để về già mình hưởng, mình già mình xài. Nhưng mà khi họ về già rồi, rồi con cháu họ làm có tiền có bạc cũng cho, rồi họ cũng dành dụm luôn. Cụ thể chúng tôi, những người bà trong gia đình chúng tôi, bà ngoại cái cho tiền cái cất. Thì có lần chúng tôi về hỏi, ủa ngoại cất làm gì vậy ngoại? Cất để dành lo để tương lai xài. Thì nhìn cho nó, ngoại giờ còn tương trao đấy, tương lai gì nữa ngoại? Rồi 80 tuổi rồi mà còn tương lai gì nữa? Ví dụ mấy đứa nhỏ. Này nói cho vui thôi nghe, chứ không phải mình chỉ tới mấy người lớn tuổi, tại cái thói quen cất giữ. Mình có cái tật là cái bệnh của mình nặng lắm, là mình tự nhiên mình tập cho mình cầm nắm, nhưng mình không tập để mình buông. Cứ nắm riết, cầm riết mà buông không được. Vì vậy mới nói con người nó khổ hoài là bởi lý do là gì biết không? Là buông không đành đó. Nghĩ không thông, nhìn không thấu và quên không được, cho nên khổ hoài. Cho nên là mình tự nhiên mình tập một thành có thói quen. Xin lỗi là những cái người lớn tuổi đó không phải là họ cố tình, nhưng mà tại cái quen, cái bản tính nó thành cái quen. Cứ cất để dành vậy đó, cho ngày mai. Mà sư báo với quý vị là không có ngày mai. Không có ngày mai nha. Vô thường nó đến nhanh lắm. Vô thường không hẹn chờ ai trước hết. Khi dứt nghiệp trần thì phải ra đi, cho dù là tuổi gì. Đâu phải già phải mới chết, trẻ cũng bị vô thường. Trăm vạn muôn nẻo đường làm sao tránh cửa tử. Một khi thần chết hiện về thì nào ai có thể chở che cho mình. Vợ con dẫu có chí tình, hoặc là chồng con dẫu có chí tình, cũng đành bất lực làm thinh đứng nhìn. Mỗi ngày đêm trôi qua, chúng ta lại thêm già và gần hơn cái chết. Khi tử thần đến rồi, tiền bạc không mua nổi, mà quyền lực cũng buông thôi. Bao nhiêu người thân quý đành bỏ lại ra đi, theo nghiệp mình đã tạo. Chỉ có các công đức là hành trang duy nhất, là bạn nương tựa tốt cho đời này đời sau. Để thay đổi không khí cho nó bớt nặng nề, gửi tặng quý vị bài hát cho nó mát mẻ một chút. Trời nó hầm quá, mưa mà nó hầm quá, giảng chủ đề thì nó hầm quá. Chúng tôi không có tính giảng chủ đề này. Thật sự hồi nãy chúng tôi có chọn một chủ đề là bình tâm an lạc, mà không hiểu sao lên đây thấy trời mưa gió, mà Phật tử cũng đội mưa đến đây nghe pháp, nó chuyển sang chủ đề này là nghe pháp là điều khó đó. Chúng ta đang nói cái chỗ nghe pháp mà chưa tới đó, mới tới cái chỗ là sanh làm người là khó, được làm người sống lâu là khó rồi. Chúng tôi cái mục đích là chúng tôi giảng cái bài là được nghe pháp là điều khó. Phật pháp năng văn mà khó lắm, khó nghe lắm, mà hôm nay quý vị là cái người làm được cái điều khó đó, đang tính giảng cái chỗ này, khởi lên cái tâm là giảng cái điều khó thứ ba đó, mà quý vị vẫn cố gắng làm được đó, nó chuyển thành khen á. Mà bây giờ nãy giờ toàn là chê không, giảng giống như lạc đề đó. Nãy giờ nói toàn là những cái điều, nhưng mà thật chất đạo Phật nói những cái điều này nó hay, nhắc nhở mình. Trong kinh Đức Phật ngày dạy là Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Thứ nhất là ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn.
ta đây bệnh hoạn phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành? Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ? Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi miệt mài. Ta đi với nghiệp của ta, giàu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh có thành. Và những cái điều Đức Phật kêu chúng ta phải quán hằng ngày. Còn mình ở đời mà ra mà nói già già chết chết là nói xui. Trời, ta trẻ vậy mà nói già, không có duyên chút nào hết. Ta còn khỏe vậy tự nhiên nói cái bàn sự chết, không hay tí nào hết. Ví dụ như. Nhưng mà đạo Phật thì ngược lại, phải niệm về sự chết. Ở trong kinh Pali á, có một cái pháp môn là niệm sự chết. Nếu quý vị không sợ chết thì cho chúng tôi chỉ quý vị niệm. Cái người con Phật là một chiến sĩ không có sợ chết. Mà thật sự mình xét cho cùng thì cái chết nó không đáng sợ. Mà cái đáng sợ thì mình sợ chết. Tại vì mình đã chết bao nhiêu kiếp rồi. Nếu kiếp trước mình không chết thì kiếp này làm sao có mặt, đúng không? Quý vị đồng ý với chúng tôi, nếu kiếp trước mình không chết đi thì kiếp này mình còn ngồi đây không? Có ngồi đây không? Không. Nếu không có một ông lão 80 tuổi lìa đời thì làm gì có đứa bé sơ sinh chào đời theo quy luật. Mà nếu kiếp này quý vị không chết thì làm gì sao kiếp sau quý vị hiện hữu được? Cho nên là mình đã chết vô số kiếp. Nghe cho kỹ nghe. Luân hồi bao nhiêu kiếp thì mình đã chết bấy nhiêu lần. Mà ai cũng phải chết, từ thường dân cho tới vua chúa cũng phải chết. Có ai tránh khỏi đâu. Mà không hiểu tại sao mình lại sợ chết. Không biết cái sợ này là do cái nguyên nhân gì mình không biết. Chứ mà mình cũng mới chết qua đây. Ví dụ kiếp trước mình mới chết thì đó. Chẳng hạn như xin lỗi cô gái này, cô năm nay có 20 tuổi thì 2 năm trước cũng mới chết đó. Và kiếp trước cũng mới chết nữa, chết không biết bao nhiêu. Nhưng mà tại sao không biết bây giờ mình vẫn sợ chết. Mà chết nhiều lần như vậy mà vẫn còn sợ là sao không hiểu nữa. Cho nên bây giờ mình phải niệm sự chết để chi? Mình không sợ chết. Người sợ chết, ta chẳng kinh. Đó, quý vị phải học câu này. Người ham cười nói, ta dình lặng thinh. Người tài sản, ta tâm linh. Người mang khổ lỵ, ta rinh đạo màu. Vỗ tay. Quý vị phải học câu này đi. Đọc theo chúng tôi thì dễ nhớ. Người sợ chết, ta chẳng kinh. Đọc lại. Người sợ chết, ta chẳng kinh. Người ham cười nói, ta dình lặng thinh. Người tài sản, ta tâm linh. Người mang khổ lỵ, ta rinh đạo màu. Hay không? Hay mà khó hành. Tại mình còn sợ chết. Mình là người con Phật, đệ tử của Phật, là một chiến sĩ nha. Phải anh hùng lên, đứng trước cái chết không sợ. Tại vì mình niệm hàng ngày rồi. Chứ mình nghĩ rằng là cái người khác thì sợ chết, nhưng mà riêng mình thì mình không sợ. Mình chẳng kinh mà. Cái người kia thì ham vui, ham cười nói, ta dình lặng thinh. Người tài sản, ta tâm linh. Hiểu câu này không? Cái người kia họ tối ngày họ ham tài sản lắm. Họ ham tài sản. Nhưng mà mình thì sao? Mình chọn tâm linh. Mình chọn cái niềm vui của tâm hồn, bình an của tâm hồn hay hơn tài sản. Rồi cái người mà chọn tài sản thì sao? Mang khổ lỵ đó. Còn mình thì rinh đạo màu. Nếu mà thấm cái ý này thì thích thì chúng tôi dạy quý vị niệm. Đọc theo nghe. Marana. Tiếng Phạn đó. Marana. Nusati. Nghĩa của câu này là tôi sẽ chết. Đọc theo. Tôi sẽ chết. Marana Nusati. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Tối nằm niệm vậy đó. Bữa nào ăn mắm muối niệm cái đi luôn rồi phải.
Dám không? Đây ai dám can đảm niệm không? Đâu có sao, mình niệm để mình nhắc mình mà. Thì trước sau cũng chết thôi. Thấy không nè? À, đọc lại, Marana Nusati, tôi sẽ chết. Marana Nusati, tôi sẽ chết. Marana Nusati, tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Đó. Hay lắm á. Mà ít ai dám niệm lắm. Thôi để con niệm Phật cho chắc ăn sư phụ ơi. Con niệm Phật để con cầu con sống lâu. Thấy không? Thường là quý vị niệm Phật là quý vị, quý vị muốn là mình được sống lâu. Muốn mình được bình an, khỏe mạnh, không có chết. Còn sư giảng cái này thôi con không niệm đâu, để con niệm Phật đi. Niệm Phật thấy nó an hơn. Này khó nhớ quá hả? Bây giờ muốn dễ nhớ phải không? Rồi. Bây giờ niệm theo sự chánh định dạy dễ nhớ. Nhắm mắt mở mắt. Hết một ngày. Nhắm mắt không mở mắt. Hết một đời. Sống qua ngày. Chờ qua đời. Sống qua ngày. Chờ vô hòm. Đó, dễ nhớ không? Dễ phải không? Đó, cái bản là dễ đó. Tại nãy niệm tiếng Phạn nó khó nhớ quá thầy ơi. Niệm đây xong về nhà quên. Thôi giờ niệm tiếng Việt cho dễ nhớ. Câu này hay à. Mà thiệt đúng luôn đó quý vị. Quý vị niệm từng câu rồi quý vị quán chiếu đi thấy y chang à. Đọc lại nha. Nhắm mắt mở mắt. Hết một ngày. Đúng không? Nhanh lắm. Sáng giờ nhanh không? Trời ơi mới quay qua quay lại cái hết ngày rồi. Nhanh vậy đó, mới sáng này cái chiều tối rồi. Đọc tiếp, nhắm mắt không mở mắt. Hết một đời. Sống qua ngày. Chờ qua đời. Sống qua ngày. Chờ vô hồn. Hay quá, vô tay. Trời ơi, giảng cái chủ đề này mà vỗ tay là hay lắm á. Chủ đề này chết ai cũng sợ. Thấy không? Nãy giờ nói toàn những cái điều mà già rồi bệnh rồi chết rồi không. Nếu mà theo ở ngoài ta nó không hên à. Sư ơi, sư nói cái này không hên đâu. Lỡ tối về nay còn nhắm mắt thiệt luôn. Đổi thừa á. Đổi thừa dữ lắm. Mình là bệnh đổi thừa. Tại với bị. Có kỳ đó chúng tôi cũng đi giảng pháp ban đêm mình sám hối vậy nè. Giảng ở quận 3 á. Giảng xong cái Phật tử nghe cũng vỗ tay rần vậy đó. Không biết bữa đó giảng chủ đề gì. Mà cái bà đó bà đi về bà bị kẻ gian giật mất sợi chuyền. Bà về bà điện cho mình liền. Bà nói sư. Trời ơi tại chiều tối đi nghe sư thuyết pháp về mất sợi chuyền rồi. Nói trời. Chắc dòng họ đổ còn sống lại người là bà quá. Đổ thừa ghê quá. Cái chuyện mà đi nghe pháp là một chuyện. Thấy không? Còn cái chuyện mà bị kẻ gian nó giật sợi chuyền là một chuyện khác nhau. À, trách móc cái này không đúng rồi. À đúng rồi, bà này không đi đâu bây giờ. À đúng rồi, đúng rồi, có chữ buôn trong người không bây giờ, đúng rồi. Cái cô của nó rất hay là nếu không đi nghe pháp thì nó không giật. Có lý. Nhưng mà cái lý đó là lý gọi là lý mà giống như là mình dùng cái từ gì đó, lý cái chày cái cối thôi. Chứ nó không có đúng. Tại sao biết không? Tại vì nếu như bữa đó không đi thì nó không giật. Nhưng mà sáng ngày mai nó giật. Nghiệp mà. Thấy không nè? Nghiệp thì chạy đâu cho khót. Nếu đã là nghiệp rồi thì cho dù là lên trời xuống biển, trốn vào hang núi, nghiệp nó cũng đến. Nghiệp thì dị thời mà quả dị thục. Khi quả chín mùi rồi mà nóng hái nó cũng rụng nữa. Cái trái cây đó, có gì đó không? Nó đã chín rồi. Mình không hái hôm nay thì ngày mai rụng đó. Nó phải rụng thôi. Nghiệp nó đến rồi, hôm nay không bị giật thì ngày mai cũng bị giật. Thì từ cái chỗ này chúng tôi mới hay có cái ví dụ. Là có hai cái niềm vui. Hôm nay thầy trụ trì nói xưa giảng dài nha. Không có giảng ngắn. Cho nên chúng tôi phải nói nhiều rồi nó dài rồi. Có hai cái niềm vui.
Một là cái niềm vui trong cái nhân lành, gọi là niềm vui chánh pháp, là niềm vui trong cái làm phước đó, tạo phước đó, nhân lành đó, nhân lành là làm phước đó, có niềm vui. Hôm nay quý vị đi nghe pháp vui không? Vui là chúng ta đang có cái niềm vui trong cái nhân lành, và cái niềm vui này chúng tôi đặt cái tên là niềm vui chánh pháp. Và có một cái niềm vui thứ hai là niềm vui trong cái quả lành. Thì khi mà làm nhân lành thì phải trổ cái quả đó. Nay vui đời sau vui, làm phước thì hai đời vui. Đầu tiên là vui, thấy mình làm phước là vui trong cái nhân lành. Rồi sau này cái quả phước nó trổ ra sẽ được vui hơn. Giống như mình niềm vui mình được trồng cái cây đi. Hôm nay quý vị có miếng đất, quý vị trồng xuống cây xoài. Thì cây xoài lớn lên, mình khi mình trồng được cây xoài là mình vui rồi đó. Mừng là mình gieo được cái nhân cây xoài. Thì 2-3 năm sau cây xoài lớn lên, nó cho ra trái. Khi mình hái trái xoài đó, mình có thêm một cái niềm vui, đúng không? Đức Phật ngài dạy là cái người làm lành, làm phước có hai cái niềm vui. Là nay vui, đời sau vui, kiếp này vui, kiếp sau vui. Là cái niềm vui thứ nhất là vui trong cái nhân gì? Nhân lành. Tức là vui trong cái lúc làm phước á, gọi là niềm vui chánh pháp. Và sau này cái quả lành nó trổ ra, phước nó trổ ra. Nhưng mà kiếp này mình bố thí cúng dường là mình vui trong cái nhân lành. Nhưng kiếp sau mình trở thành là người giàu có, ví dụ vậy, là mình sẽ có cái niềm vui thứ hai là vui trong quả lành. Thì sư khuyên rằng là giữa hai niềm vui này, là niềm vui chánh pháp và niềm vui trong cái quả lành, là gọi là niềm vui cuộc đời. Cái niềm vui trong cái nhân lành thì có cái tên là niềm vui chánh pháp. Ha, quý vị nghe từ từ. Cái niềm vui trong cái quả lành là niềm vui cuộc đời. Ví dụ sao mình sinh ra mình có nhà, có cửa, có xe, có vàng, có dòng, có tiền, có bạc, có đầy đủ. Gọi là niềm vui cuộc đời. Là niềm vui trong cái quả lành. Cuộc đời nó mang đến cho mình cái niềm vui, cái phước của mình mang đến cho cuộc đời. Đó. Thì bây giờ trong hai cái niềm vui này, thì chúng tôi khuyên là mình nên chọn niềm vui chánh pháp. Là mình chọn cái niềm vui làm lành, để rồi mình được cái niềm vui thứ hai là gì? Niềm vui quả lành, là niềm vui của cuộc đời. Thì cái người làm lành có hai cái niềm vui, nghe cho kỹ. Một là niềm vui chánh pháp, hai là niềm vui của cuộc đời. Giữa hai niềm vui này thì chúng ta đều muốn hết. Mình là người không Phật mà, mình đều muốn hai cái niềm vui này. Nhưng mà để thí dụ, để mình chọn. Ví dụ như hôm nay là chiều thứ bảy, thầy trụ trì chùa Linh Tiên có nhắn cái tin cho mình: chiều nay mời cô đến chùa văn kinh thính pháp để có được niềm vui chánh pháp. Rồi chiều hôm nay thứ bảy cũng có một cái thiệp mời đi ăn tiệc sinh nhật hay đám cưới gì đó, đến đó là cũng được ăn ngon mặc đẹp, cũng thấy những cảnh ai cũng đẹp hết, nhà hàng khách sạn rồi cô dâu chú rể rồi quan viên hai họ rồi bạn bè ai cũng make up lên đẹp hết, mặc áo đẹp hết, đến đó vừa gặp bạn bè cũng vui. Thì chúng tôi tạm gọi là niềm vui của cuộc đời. Giữa hai niềm vui này thì chúng ta chọn niềm vui nào? Chánh pháp, phải không? Đúng không? Là ví dụ như nhận được cái tin mời của thầy trụ trì đến đây nghe pháp để có niềm vui chánh pháp, và có một người bạn mình mời mình đi ăn sinh nhật hay là mời đi đám cưới để có niềm vui cuộc đời, thì chọn niềm vui nào? Chánh pháp, đúng không? Đâu ai chọn vui chánh pháp, giơ tay coi. Hết luôn, phải không? Chúc mừng quý vị. Nhưng mà bây giờ cũng là niềm vui chánh pháp và niềm vui cuộc đời, mà chúng tôi xin ví dụ khác tí. Là chiều hôm nay thứ bảy đến chùa Linh Tiên để nghe pháp có được niềm vui chánh pháp. Đổi lại ở nhà chiều hôm nay trúng được tờ vé số đặc biệt để có niềm vui cuộc đời, ở hay đi? Thiệt lòng nghe, đặc biệt à. Một tỷ số đặc biệt nhiêu vậy chú? Trời ơi, 2 tỷ hả? Trời ơi, mất 2 tỷ buồn lắm á. Đi không? Trời ơi, đêm này nó tiền bạc vấn đề nữa. Trời ơi, để 2 tỷ ở nhà
ở nhà có 2 tỷ và đi nghe pháp mất 2 tỷ, ở hay đi? Trả lời thật lòng nghe. Vậy là quý vị bỏ 2 tỷ hả? Thế nữa, nếu mà đi thì bỏ 2 tỷ đâu ấy. Hả? Nếu mà đi thì không có trốn à. Không lãnh 2 tỷ à. Ở nhà mới có 2 tỷ để mà có được niềm vui cuộc đời chứ. Suy nghĩ lại đi nghe, câu trả lời này là không phải là trả lời theo cái cảm tính à. Bây giờ 2 tỷ là nghe, chứ không phải là đám cưới đâu. Hồi nãy đi đám cưới á thì đi, ok, đi chùa chứ không đi đám cưới. Đi đám cưới tốn tiền. Ví dụ vậy, đẹp chút vậy đó, vô ăn con miếng à, con ngon chút xíu mà tốn tiền. Phải không? À, đi lên đây nghe pháp cho nó khỏe à, thì chọn đi chùa. Nhưng bây giờ ngược lại, nó ví dụ nó nặng đô hơn. À, 2 tỷ à. 2 tỷ cho đến đây, dầm mưa đến đây để mà nghe bài pháp tiếng 15 phút đồng hồ. Ở hay đi đi, thật lòng đi, mình mới nói. À, nếu đi thì vỗ tay chúc mừng mình. Nói như câu kia thì cô nói phải chi, tại con đi nghe pháp xưa còn mất 2 tỷ. Nãy con nói tại vì đi nghe pháp mất sợi tiền đó. Nếu ở nhà đâu có mất. Thấy không? Tại chị cô nói câu đó, chúng tôi mới kể câu chuyện này. Tôi mới kể câu chuyện này, hồi nãy cô nói tại vì đi nghe pháp mới mất cái sợi tiền. Cô nói nếu ở nhà đâu có mất. Thấy không? Tại đi á nó mất. Thì bây giờ mấy cô này tất cả đây nè, cô quen qua đó tất cả mọi người tại đi nghe pháp mất 2 tỷ lần đó. Nó còn ghê hơn sợi tiền nữa đó. Thấy không? Đó. Chúng tôi muốn nói như thế này để chi quý vị, mình phải có niềm tin. Tức là mình tin vào cái nhân lành mình thích. Mình chọn cái nhân lành hay hơn cái quả lành. Tại sao? Tại vì nếu như hôm nay mình không đi nghe pháp á, thì mình mất đi cái thiện pháp này. Mất đi cái thiện pháp để mà mình tạo cái nhân lành này. Còn cái quả lành kia thì nó không mất nghe. Hôm nay mình bỏ 2 tỷ mình đi đến đây để mình nghe pháp, thì 2 tỷ đó là cái phước của mình mà. Phước của mình thì nó không mất đâu hết. Nếu mà chiều hôm nay mình không lãnh thì ngày mai nó cũng trúng cho mình lãnh. Mà ngày mai nó không trúng thì tháng sau nó trúng. Mà tháng sau nó không trúng thì năm sau nó trúng. Mà năm sau nó không trúng thì kiếp sau nó trúng. Người ta khuyên đó, ai ơi hãy gắng làm lành. Kiếp này không hưởng, mình để dành kiếp sau. Em này nghe pháp nhiều à, nghe pháp nhiều cho nên là tiếp ứng đúng. Phải không? Nếu là phước của mình thì kiếp này không hưởng thì kiếp sau mình hưởng. Nhưng mà cái việc làm lành mình không làm là mất à. Đồng ý không? Ta khuyên mình là ai hơi gắn làm lành, kiếp này không hưởng thì để dành kiếp sau. Chiều nay mình không lãnh được 2 tỷ thì ngày mai mình lãnh. Ngày mai không lãnh thì sao? Tháng sau lãnh. Tháng sau không lãnh, năm sau lãnh. Mà năm sau nó chưa kịp trúng rồi thôi, chắc kiếp sau luôn. Y chang như vậy, nó không mất đâu hết. Nếu đã là cái phước của mình thì nó đi theo mình. Khi chúng ta sanh tử luân hồi thì chỉ có cái phước nghiệp nó theo mình thôi. Hứa hát bài hát mà lòng vòng ấy chưa hát rồi đó. Nãy chúng ta đang giảng về cái chủ đề là được làm người khó sống lâu trên đời. Là vì sao? Vì vô thường. Kiếp nhân sinh là kiếp vô thường. Nghe câu này cho kỹ nè. Nhân sinh là kiếp vô thường. Vô thường là kiếp đoạn trường nhân sinh. Đó, vỗ tay thì câu này thấm lắm. Tất cả các pháp là vô thường, chỉ có cái pháp vô thường nó thường. Đó, nó thường hằng, là cái pháp vô thường nó thường hằng. Còn tất cả các pháp đều vô thường hết. Chỉ có cái sự vô thường á là nó thường hằng. Cho nên mới có là nhân sinh là kiếp vô thường, là kiếp người mình là vô thường dữ lắm. Mới trẻ đó cái giờ già đó. Rồi mới khỏe đó cái bệnh đó. Rồi mới sống đó chết đó. Nó vô thường như vậy đó, nhanh lắm. Quý vị không tin, chúng tôi quý vị nhắm lại phán chiếu là mấy người bạn mình coi, trời ơi, mới thấy đó nó mất hết trơn rồi. Nhất là cái mùa Covid vừa qua đó, đi nhiều lắm. Rồi đang khỏe rồi bệnh nhiều lắm, vô thường. Cho nên bài hát của chúng tôi xin gửi tặng quý vị là đời giả tạm vô thường.
Cái bài hát này không phải hát để mà vui chơi nha. Bài hát này nó mang cái tính Phật pháp dữ lắm. Mà nghe cái tựa đề là biết rồi, đời giả tạm vô thường. Nghe để mình thức tỉnh đó. Mục đích của tôi nãy là được làm người khó sống lâu trên đời là phải nhớ cái này. Đời mình không bao lâu, thế rồi cũng về già. Đừng xây đắp cành hận thù, tham đắm xa hoa, lăn vào cuộc sống đoạn trường không ham muốn. Nên quyết chi đi tu, cuộc đời bao đau thương, lấy nhiệm vọng tục ly để mong thức tình được là đời sống vô thường. Quyết tìm chân lý, nguyện thề thương sanh chung, đành quyết chí tu hành. Khuyên nên đi chùa đem tâm nguyện cầu tam bảo, xin trên chứng lòng độ người phước đức căn tu. Mong cho muôn người mau sớm đạt đường chân chánh, mong sao viên thành đê cứu đời an vui. Người đời không lo tu, đến rồi cũng muộn mang, nhờ đâu phước được làm người. Tinh tấn lên đi, đừng chờ chi nữa, lời nguyện trong tâm trí. Nguyện kiên quyết tu trì, tinh tấn lên đi, đừng chờ chi nữa, lời nguyện trong tâm trí. Nguyện kiên quyết tu trì. Cái nội dung bài hát rất là hay, là muốn nhắc nhở mình là cái đời mình nó mau ngắn ngủi lắm, không bao lâu, lây quay thế rồi cũng về già, rồi xây thêm chi cho nghiệp chướng tùm lum, quan gia trái chủ đủ thứ, mình tạo thêm nghiệp chướng, đừng xây đắp cảnh hận thù, rồi tham đắm xa hoa, lăn vào cuộc sống. Mình cái gì đó, cái mình lao đầu vô cuộc sống, tham đắm, thỏa mãn được cái lòng của mình, mà mình thấy nó vô nghĩa lắm. Bài này nếu như ai mà học thuộc về, mà nghe từng câu rất là hay. Chúng tôi xin hát chậm lại một chút để giảng luôn. Đời mình không bao lâu, thế rồi cũng về già. Đừng xây đắp cành hận thù, tham đắm xa hoa, lăn vào cuộc sống đoàn trường không ham muốn. Nên quyết chi đi tu, cuộc đời bao đau thương, lấy nhiệm vọng tục ly để mong thức tình được là. Tức là cuộc đời này, đời người này nè, kiếp người này nè, mục đích của mình là mình mong thấy được cái sự vô thường. Quý vị biết tại sao Đức Phật ngày không ra đời ở trên cõi trời, thuyết pháp bằng thiên nhĩ thông, tha tâm thông, cho chư thiên nghe nó dễ hơn. Mà tại sao ngài không xuống dưới bốn cõi khổ, ngài độ chúng sanh ở dưới nó khổ gấp triệu triệu lần mình, mà tại sao ngài ra đời ngay cái cõi người này, hiểu không? Đâu mà cõi trời sướng quá khó tu, ở dưới kia khổ quá cũng khó tu. Cõi người mình á là nó dễ tu ở chỗ gì không, nó nhanh lắm. Tên chư thiên sống lâu lắm quý vị, rồi không có cái sắc thân như mình đây, làm sao thấy sự già. Tên chư thiên có già, tên chư thiên mà thấy cái tâm không còn vui nữa, tràng hoa mà trang trí trên người mà nó héo đi là biết sắp hết tuổi thọ. Còn mình này già để mình thấy, để mà mình tu, mà mình còn chưa chịu tu. Soi gương thấy mặt mình xinh đẹp,
Vậy cả hồn xuân mắt diệu hiền, sáng trưa chiều tối gương làm bạn, ta ngỡ cõi đời quá cõi tiên. Dòng thời gian bỗng dưng khúc khiểu, vô thường đâu dị nể hồng nhan, soi gương không gặp mùa xuân nữa, chỉ thấy hằn sâu nỗi bất an. Rồi một hôm bỗng dâng lời sư dạy, quán chiếu vô minh tận đáy lòng, gương tâm hiển lộ xuân bất diệt, từ đó thanh bình giữa sắc không. Thì nhờ cái kiếp người này nó phù du, nó mong manh, sớm nở tối tàn, thì mới thấy được. Cảm ơn chiếc lá lìa cành để ta thấy được mong manh kiếp người. Mình thấy được cái kiếp mong manh này mình mới chịu tu. Mà mình thuộc dạng là cái hạng người thứ tư, thứ năm rồi. Nó mong manh kệ nó, tu thì cái chuyện tính sao. Mình là hạng người thứ năm. Chúng tôi mới coi đồng hồ, thấy nó một tiếng 20 phút rồi. Thầy dặn nãy giảng tiếng 15 phút rồi, lố 5 phút. Mà mới giảng được có hai điều khó rồi. Còn hai điều khó được, chắc xin hẹn quý vị lần sau. Cái này người ta nói là quý vị biết không? Làm ăn mà biết giữ mối đó. Hẹn hai là hai điều khó là sao? Hẹn là kỳ sau là thầy trụ trì phải mời nữa. Chứ nếu mà thầy không mời nữa là sao giảng thiếu nợ quý vị rồi. À, hẹn quý vị kỳ sau để trả nợ. Hai điều khó là sao? Hồi nãy chúng tôi muốn giảng cái điều khó mà gọi là khó được nghe chánh pháp đó. Nghe pháp là một điều khó. Mà giảng chưa tới nữa, mà hết giờ. Vô thường nó nhanh lắm, thời gian nó nhanh lắm. Mà. Thôi thì hôm nay được xem như là ngày đầu tiên khai mạc cho cái chương trình thuyết pháp tại chùa Linh Tiên. Chúng tôi cũng mong rằng cái buổi pháp khai mạc này sẽ là một cái duyên lành cho những cái kỳ thuyết pháp sau được đông đảo hơn, hoan hỷ hơn, phước báo nhiều hơn. Trước khi dứt lời thì cho phép chánh định được nói lời tri ân đến thầy trụ trì, rồi cùng toàn thể Phật tử. Quý vị đã cho chánh định một cái không gian, thời gian, cái điều kiện duyên lành để thuyết bài pháp này được thành tựu viên mãn. Kính chúc thầy trụ trì cùng toàn thể Phật tử luôn luôn được sống an lành, hạnh phúc trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đàn căng dây phát diệu âm, đời thầy cao cả động tâm con hiền. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, thượng tòa giảng sư đã bắt từ bị quyền chấn tích quang lâm về bổn từ chùa Linh Tiên chúng con để thuyết giảng cũng như truyền trao những lời Phật dạy cách đây hơn 2500 năm để nhận định được khổ không vô thường vô ngã cũng như sinh lão bệnh tử vô thường đến bất cứ lúc nào. Ngày nay lại đã qua rồi, mệnh căn huyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tờ lửa đốt đầu, đừng cho sai bụi như chầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương cứu mình. Vừa rồi là những lời pháp nhũ của thượng tòa giảng sư đã truyền trao đến toàn thể đệ tử chúng con. Đệ tử chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm, y giáo phụng hành, ngày đêm tu tập để hồi hướng công đức, kỳ nguyện cho quốc thế dân an, phong điều vũ thần, cũng như gia đạo toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử được ân chiêm phước lạc. Buổi pháp hội hôm nay đến đây đã được thập phần viên mãn, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành tâm kính nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thiên Long Bát Bộ và Lam Thánh chúng quan giáng đạo tràng chứng minh công đức và luôn luôn gia hộ cho thượng tòa giảng sư được pháp thể khương an, chúng sinh dị độ, để dìu dắt chúng con cũng như chúng sinh trên bước đường tu nhân học Phật,
Buổi pháp thoại đã được hoàn mãn, chúng con cung thỉnh thượng tọa giảng sư cũng như toàn thể đại chúng